Và lời nói thật đầu tiên thì Tiên xin gửi chào đến quý vị một lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Và xin chúc cho khai trương của chú Liêm được thành công ạ. Và để tiếp tục chương trình, Tiên xin gửi đến mọi người ca khúc Khúc Nhạc Vui, xin mọi người cùng lắng nghe. Được mang tên là Không Ai Khác Ngoài Em, xin mọi người cùng lắng nghe.